Chào tất cả quý anh chị khách hàng, chào mừng mọi người đã quay trở lại với vlog nói về xe Hyundai Stargazer, một trong những mẫu xe 7 chỗ đa dụng của Hyundai vừa được tập đoàn Hyundai thành công ra mắt tại thị trường Việt Nam thời gian gần đây. Và ngày hôm nay tiếp tục thì sẽ chia sẻ với anh chị về phiên bản đặc biệt của mẫu xe này. Hôm trước thì em đã có quay về phiên bản tiêu chuẩn rồi. Xe này thì em cũng xin nhắc lại một xíu, thì mình sẽ có 4 phiên bản bao gồm tiêu chuẩn, đặc biệt, cao cấp và cao cấp 6 ghế. Thì trước mặt anh chị sẽ là phiên bản đặc biệt của xe. Phiên bản này mình được gọi là phiên bản giữa. Phiên bản này hiện tại thì mình đang có giá tiền là 625 triệu. Ngay thời điểm hiện tại thì khi mà anh chị mua thì sẽ được giảm 10 triệu tiền mặt vào giá xe. Thì hiện tại với con xe này thì anh chị mình lăn bánh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đó, thì nó sẽ khoảng là 704 triệu. Còn nếu như mà mình lăn bánh tỉnh, một số tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh đó, thì nó sẽ khoảng là 684 triệu. Thì hiện tại trước mắt em đang báo giá này để cho anh chị mình tham khảo nha. Còn về chương trình khuyến mãi thì mỗi thời điểm nó sẽ khác nhau, cho nên nếu mà anh chị mình có nhu cầu tìm hiểu về mẫu xe này hay là về ngân hàng gì đó thì anh chị vui lòng inbox lại cho em để em báo giá cho mọi người một cách chính xác và chi tiết cụ thể hơn. Hôm nay sẽ quay cho màu đỏ, tại vì hôm trước thì phiên bản tiêu chuẩn em đã quay màu xám rồi. Hiện tại thì mẫu xe này mình đang được phân phối tại thị trường Việt Nam với 5 màu, bao gồm mình sẽ có màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu xám và màu bạc. Thì hiện tại mình đang có 5 màu và màu này là màu đỏ. Màu đỏ này thì mình gọi chính xác hơn là màu đỏ có cao mây nha anh chị ha. Đây, mình sẽ có những cái ánh kim tuyến ở bên trong này, chứ không phải là một cái màu đỏ không có kim tuyến bên trong. Màu đỏ thì rất là tươi ha. Đây, em đi một vòng cho anh chị xem qua màu đỏ này. Còn nếu như anh chị mình thích màu khác thì mình cũng có màu khác, nhưng mà hiện tại thì gói gọn trong 5 màu này thôi. Rồi bây giờ xin phép được chia sẻ chi tiết lại để cho anh chị mình tìm hiểu về phiên bản đặc biệt này. Thì đây là phần đầu của xe. Thì với phần đầu của xe về thiết kế thì trên tất cả các phiên bản là như nhau, tuy nhiên mình sẽ có một số điểm trang bị nó sẽ khác. Hôm trước thì em có quay phiên bản tiêu chuẩn rồi, thì cả phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt là phiên bản này thì mình sử dụng chung hệ thống chiếu sáng của xe là đèn halogen. Về đèn halogen này thì anh chị mình nếu mà có nhu cầu sử dụng cao hơn thì mình cũng có thể nâng cấp. Còn về độ sáng như hôm trước em cũng có nói rồi, khi mà đi đăng kiểm xe thì người ta cũng đã có kiểm định qua cái phần chiếu sáng của xe rồi, cho nên anh chị cứ yên tâm. Còn nếu nhu cầu cao hơn thì có thể nâng cấp điều chỉnh để cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Còn về những trang bị thiết kế phần đầu xe này thì trên tất cả các phiên bản là như nhau, từ cái hình dáng thiết kế của phần ngoài của đèn đó, chỉ khác nhau về bóng bên trong thôi. Còn những chi tiết nổi bật ở bên cái phần đầu xe này như là những cái chi tiết màu bạc này thì cũng giống nhau luôn. Mặt ga lăng cũng giống nhau luôn. Đây là một cái mặt ga lăng được thiết kế và trang bị là nhựa đen bóng nha anh chị ha, chứ không phải là sơn nha. Và cái mặt ga lăng này nó có hơi cong theo ở cái phần đầu xe để cho nó nhìn nó cân đối phù hợp hơn. Cũng như là xe của mình thì thiết kế thiên về khí động học, cho nên những chi tiết ở phần đầu xe này đều được thiết kế nó hơi hướng vọt ra phía sau một xíu, để mà khi mà xe chạy thì cái lực cản của gió nó sẽ lướt ra ở bên phần hông xe này đó. Dáng xe của mình là nó thiên về khí động học rồi. Ngoài ra thì phía dưới này thì vẫn là một cái phần ốp nhựa giống nhau luôn. Cả cái phần đèn định vị ban ngày trên này, đèn đai lai trên này thì cũng giống nhau là như vậy ha. Khi mình bật đèn thì nó sẽ sáng cái đèn này lên. Từ phiên bản tiêu chuẩn cho đến phiên bản cao cấp đều là như vậy. Rồi, tiếp qua một xíu về phần hông xe. Về chiều dài tổng thể của xe này vẫn là 4m460, giống nhau trên tất cả phiên bản. Và chiều dài cơ sở vẫn là 2m780, một chiều dài cơ sở được gọi là rộng nhất phân khúc này. Thì về thông số thì giống nhau hoàn toàn. Phiên bản đặc biệt này thì sẽ khác so với phiên bản tiêu chuẩn, khác nhau về tạo hình của cái phần mâm. Bên này quay thì cái độ sáng không được nhiều, em sẽ quay qua bên này. Về phần mâm thì xe này trên tất cả các phiên bản thì chúng ta vẫn được trang bị là mâm R16. Tuy nhiên về tạo hình của phiên bản đặc biệt này thì mình sẽ được phay xước bên ngoài. Bên trong sẽ là màu xám, bên ngoài này là phay xước ha anh chị. Mâm của phiên bản đặc biệt và những phiên bản cao cấp bên trên thì giống hệt là như vậy. Phần mâm của xe thì mình sẽ rất là đẹp khi mà xe mình lăn bánh trên đường. Phần mâm này nó sẽ tạo cho anh chị một cái hiệu ứng thị giác rất là thích mắt. Với Hyundai Stargazer thì mình được thiết kế thiên về khí động học, cho nên có nhiều anh chị mình chưa quen mắt với kiểu thiết kế này của xe. Đó, còn về độ rộng thì như thế nào thì một xíu nữa mình sẽ đi vô bên trong khoang nội thất để mình xem nha. Trên 4 cửa của phiên bản đặc biệt này thì chúng ta đều được trang bị là tay nắm cửa mạ chrome và mình có nút bấm ngay chỗ vị trí tay nắm cửa này. Phiên bản tiêu chuẩn thì mình không có nút bấm này nha anh chị ha. Từ đặc biệt trở lên thì mình sẽ có nút bấm để mình tiện ích trong quá trình mình mở cửa xe. Và xe này thì mình sẽ xài smart key chứ không phải là chìa cơ như là trên phiên bản tiêu chuẩn của xe. Còn về thiết kế của cái phần gương chiếu hậu này thì giống nhau trên tất cả các phiên bản, rất là đẹp ha. Theo em thấy rất là tương xứng, cũng như là nhìn rất là góc cạnh rất là đẹp.
nó khác so với những chi tiết ở phần đầu xe là mình nhìn nó mềm mại hơn, còn phần gương chiếu hậu này thì mình nhìn nó hơi kịch cợm hơn, cũng như là rất là đẹp, rất là thích mắt chỗ vị trí này. Rồi còn về chi tiết ở phần đuôi xe thì tạo hình thì trên tất cả các phiên bản đều là như nhau rồi, tạo hình như thế này. Ở vị trí phần đèn xe thì chúng ta cũng có những cái góc vát như thế này để làm giảm cái lực hút khi mà xe di chuyển trên đường. Khi mà xe mình di chuyển trên đường thì mình sẽ có một cái lực hút gió phía sau phần đuôi. Thì thiết kế đèn như thế này, mình có những chi tiết vát xéo như thế này để mình giảm thiểu cái lực hút của cái phần đuôi xe, để xe mình di chuyển nó mượt mà hơn, nó tiết kiệm nhiên liệu hơn. Và ở đây thì do là đang đậu ngoài trời nắng, mà đặc biệt là quay với xe màu đỏ nữa, nên hiện tại thì em chưa có bật đèn lên nha anh chị. Ở đây thì mình sẽ có một cái cụm đèn LED hình chữ H, cho nên trước mắt thì em cứ đưa một cái hình demo để anh chị mình có thể dễ dàng hình dung. Nếu như mà anh chị mình chưa biết về Hyundai Stargazer này, thì khi mà mình đặt bật đèn lên ban đêm thì mình sẽ có một cái vị trí đèn hình chữ H phía sau phần đuôi này, nhìn rất là đặc biệt. Với phiên bản đặc biệt này thì chúng ta sẽ có là cam lùi và cảm biến lùi, còn tiêu chuẩn thì mình chỉ có cảm biến lùi thôi. Xe này thì mình sẽ có được trang bị là ba cảm biến lùi phía sau đây, hai bên và ở giữa. Rồi mình sẽ có camera lùi zin theo xe. Còn ở đây thì mình sẽ có một cái phần phản quang, đây là chi tiết phản quang để mình đổ xe, khi mà xe phía sau chạy tới, khi mà người ta soi đèn vào thì người ta có thể dễ dàng nhận biết thôi. Ở đây thì không phải là đèn. Phía dưới này thì vẫn như trên tất cả các phiên bản thì mình sẽ có một cái phần ốp nhựa màu xám ha anh chị ha. Đây là hệ thống gầm phía dưới. Cái này thì để hôm nào có phủ gầm xe thì đội xe lên cầu thì em sẽ chia sẻ với anh chị về chi tiết phần khung gầm của Hyundai Stargazer này để mình cùng tham khảo. Còn hiện tại thì em sẽ quay cho anh chị xem về các chi tiết bên ngoài của xe. Bên trên thì xe mình sẽ được trang bị là anten dạng vây cá màu đen nha anh chị ha. Màu đỏ ở bên trên anten vây cá là màu đen. Đèn phanh trên cao. Rồi phần cốp thì vẫn y hệt như vậy. Trên tất cả các phiên bản thì mình đều có một cái độ rộng cho tất cả các hàng ghế là như nhau. Có nhiều anh chị mình nói là cái phần không gian phía sau này thì không có chở được nhiều đồ. Tuy nhiên thì cá nhân em thấy thì mình sẽ chở được khoảng thêm 2 cái vali nữa. Tại vì với tầm tiền của con xe này cũng như là với phân khúc đa dụng MPV cỡ B của mẫu xe này hiện tại thì đây được gọi là những thông số được gọi là ngon nhất trong phân khúc này rồi anh chị. Hàng ghế sau của xe độ rộng thì được gọi là ngon nhất phân khúc này, em cam đoan với anh chị. Nếu không tin anh chị mình có thể đến showroom gần nhất chỗ mình ở để mình có thể cảm nhận thực tế về cái độ rộng của mẫu xe này thì sẽ chi tiết và dễ hơn. Ở phía sau thì mình sẽ có rất là nhiều chi tiết học để đồ. Đây, mình sẽ có mỗi chỗ ngồi thì mình sẽ có một cái hộc để đồ. Bên này thì mình sẽ có thêm một cái cổng 12V để sử dụng điện 12V. Công suất là 180W để có thể bơm lốp xe hay là sử dụng các thiết bị 12V. Hàng ghế thứ ba của xe thì rộng rãi, đảm bảo không gian cho anh chị ha. Cái này thì mình cũng sẽ gặp lại được trên tất cả các phiên bản đều là như vậy. Mình sẽ gặp lại được cả hàng 2 và hàng 3 và mình gọi là gặp phẳng luôn. Đây, mình gặp xe phẳng xuống nha. Đó. Rồi, bây giờ sẽ đi lên trên và chia sẻ tiếp về phần nội thất của xe. Khá là nắng anh chị. Sẵn đây thì còn một vấn đề nữa em muốn chia sẻ với anh chị luôn, và là về mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe này. Thì hiện tại nếu mình đi trong đô thị thì mình sẽ mất khoảng là 6,98 lít, mình cho là 7 lít đi. Còn đường trường thì nó sẽ khoảng 5,4 lít, như là 5,5 lít, kết hợp thì khoảng là 6 lít. Thì em thấy về thông số nhiên liệu như thế này cũng được gọi là tiết kiệm rồi. Tại vì xe này thì cái phần ton ở cái phần cửa khá là dày, cách âm rất là tốt, cho nên là mình buộc phải có mức tiêu hao nhiên liệu như vậy. Tuy nhiên với mức tiêu hao nhiên liệu này được gọi là mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu của phân khúc này rồi. Rồi bây giờ sẽ cùng anh chị mình vô khoang nội thất của phiên bản đặc biệt nha. Đây, đầu tiên thì ở vị trí phần tắp bi cửa thì mình sẽ có chi tiết khác so với phiên bản tiêu chuẩn hôm trước em chia sẻ. Thì ở đây mình sẽ có một cái phần chi tiết bọc da, nó sẽ mềm hơn. Còn phiên bản tiêu chuẩn thì mình sẽ là phần nhựa cứng. Nếu như mà phiên bản tiêu chuẩn anh chị muốn nâng cấp lên phần dai thế này thì cũng được. Đó. Còn đây thì là trang bị zin rồi, mình có thể để tay thì nó sẽ mềm hơn. Tạo hình thì giống hệt như nhau trên tất cả các phiên bản rồi. Ghế của phiên bản đặc biệt này thì mình sẽ được trang bị là ghế da. Còn phiên bản tiêu chuẩn thì mình sẽ được trang bị là ghế nỉ ha. Ghế da màu đen và đi kèm phần trần bên trên là màu kem. Ghế này vẫn là ghế chỉnh cơ nha anh chị, phiên bản đặc biệt. Theo em thấy giữa chỉnh cơ và chỉnh điện thì chỉnh điện nhìn sẽ sang hơn, tuy nhiên chỉnh cơ thì nó sẽ nhanh gọn hơn cho mình, tiện ích hơn. Còn chỉnh điện thì khi mình điều chỉnh motor thì nó cũng phải đợi thời gian để motor nó di chuyển. Còn cái này thì mình có thể bật và mình có thể thao tác nhanh, sẽ tiện hơn. Rồi bây giờ sẽ vô trong khoang nội thất nổ máy chứ ở đây nóng quá chị ơi. Ở bên ngoài ồ mà nóng nữa. Ai.
Phiên bản đặc biệt thì mình sẽ được trang bị là điều hòa, vẫn là điều hòa chỉnh cơ giống như trên phiên bản tiêu chuẩn nha anh chị. Chỉnh cơ, tuy nhiên về thiết kế trang bị thì em thấy cũng rất là được mắt chứ không có bị xấu nha. Khá là nóng tại vì nãy giờ động ngoài nắng lên, trong xe nhiệt độ nóng quá. Em sẽ mở hai dàn lên. Tại vì xe này thì mình có hai dàn lạnh cho nó mau lạnh. Rồi, hơi ráng chia sẻ với anh chị luôn. Vô lăng thì trên tất cả các phiên bản của Stargazer thì chúng ta đều được thiết kế tạo hình như thế này. Tuy nhiên phiên bản đặc biệt này thì mình sẽ giống với phiên bản cao cấp là mình sẽ được bọc da cái vành vô lăng. Còn phiên bản tiêu chuẩn thì mình chỉ là phần nhựa mềm. Còn bọc da thì mình cầm nó sẽ sướng tay hơn, cũng như là nhìn nó sẽ đẹp và sang hơn. Về phần vô lăng thì mình sẽ có một số chức năng sẽ nhiều hơn so với phiên bản tiêu chuẩn của xe. Ở đây điều khiển rảnh tay thì là cơ bản rồi, tiêu chuẩn cũng có. Còn đặc biệt thì mình sẽ có thêm là tính năng lim giới hạn tốc độ. Mình có thể nhấn giữ và mình sẽ có một cái chữ lim màu xanh hiện ra để anh chị có thể tùy chỉnh và cài đặt giới hạn tốc độ cho xe của mình. Rồi, đồng hồ tắp lô thì ở đây mình sẽ được trang bị là nó sẽ khác hơn. Ở đây thì thay vì là dạng analog, dạng kim cơ truyền thống thì ở đây mình sẽ làm màn hình nha anh chị. Màn hình, và xe này thì mình sẽ có chế độ lái để mình có thể chuyển nè. Hiện tại thì xe này mình đang có 4 chế độ lái, mình có thể chuyển giao diện từ Eco, Normal, Sport và Smart. Thì ở đây màu ở trên cái đồng hồ tắp lô này sẽ thay đổi theo từng chế độ. Eco thì sẽ là màu xanh. Đèn pha thì ở đây vẫn là đèn pha tự động nha anh chị ha. Mình có thể tùy chỉnh chế độ tự động để khi mà mặc định là khi mà điều khiển sáng thiếu thì xe mình nó sẽ tự động mở đèn lên. Xe này thì mình sẽ không được trang bị gạt mưa tự động, chỉ là đèn tự động thôi. Hôm trước cũng có chia sẻ rồi. Một cái khác nữa là hiện tại thì trên phiên bản đặc biệt thì chúng ta sẽ được trang bị là màn hình giải trí 10.25 inch. Phiên bản tiêu chuẩn thì mình không có. Và màn hình này trên phiên bản đặc biệt và những phiên bản cao hơn, cao cấp thì mình sẽ có màn hình này 10.25 inch. Hệ điều hành Android 10 và mình có Android Auto và Apple CarPlay loại không dây. Màn hình này thì mình vẫn có hệ thống navigation dẫn đường của Hyundai. Màn hình này thì mình sẽ không cần tốn dung lượng. Nếu như anh chị nào mình có tìm hiểu về xe Hyundai thì mình sẽ biết là những dòng xe Hyundai hiện tại thì mình sẽ không cần tốn dung lượng với màn hình dẫn đường của xe. Lâu lâu mình đi bảo dưỡng sẽ tự động được cập nhật miễn phí phần này. Rồi, phía dưới này thì mình sẽ có một cái hốc để đồ. Đó, bên trong này. Ở phía dưới này sẽ là hốc để đồ. Mình sẽ có cổng 12V, rồi cổng USB để có thể kết nối điện thoại bằng dây cũng được, không dây cũng được, hoặc là sạc cũng được. Rồi xe này thì mình sẽ có cân bằng điện tử nha. Về an toàn thì xe này là những trang bị an toàn được gọi là đầy đủ. Mình sẽ không có tùy chọn nâng cao. Hyundai Smart Sense, cần số của xe thì đây. Cần số thiết kế tạo hình cầm rất là vừa tay, cũng như là nhìn theo em thấy là rất là đẹp. Không biết anh chị nhìn như thế nào. Phía dưới này thì mình sẽ làm một chi tiết bằng kim loại sáng. Còn tạo hình bên trên thì cầm rất là dễ cầm. Phanh tay vẫn là phanh tay truyền thống. Có nhiều anh chị mình nói là tại sao xe này lại không được trang bị phanh tay điện tử. Với mẫu xe đa dụng thì em thấy trang bị phanh tay cơ là phù hợp hơn so với điện tử. Tại vì có nhiều tình huống mình cần phải kéo phanh tay, cũng như là đây là những cái trang bị mà khi mình sử dụng ở một số trường hợp khẩn cấp thì mình có thể kéo phanh tay. Theo em thấy cái tùy chọn này khá là hợp lý, chứ không phải là bị cắt đi option, mà là sẽ phù hợp hơn. Bệ tì tay khá là dài để mà có thể để tay vừa. Ở trên đây thì mình sẽ có chi tiết bọc da, do cái này chưa lột ni lông ra. Mình sẽ có hai hốc để ly và mình sẽ có đèn phía dưới này. Em bật đèn lên thì nó sẽ có đèn nha. Đây, có đèn phía dưới. Rồi đây là một cái hốc để đồ, cũng vừa vặn thôi chứ không phải là quá bự, cũng được. Rồi, về chi tiết cửa gió thì giống nhau trên tất cả các phiên bản, đều là một cái thiết kế liền mạch như thế này. Được sơn giả kim loại. Theo em thấy là vừa mắt và phù hợp. Đây là một cái ngăn để đồ nhỏ, cũng giống như trên tất cả các phiên bản khác. Phiên bản đặc biệt vẫn là như vậy. Rồi bây giờ sẽ mời anh chị mình ra hàng ghế sau của xe để mà có thể nhìn tổng quan ra phía trước. Đây là vị trí hàng ghế sau của xe ha, cực kỳ rộng rãi, và hàng ghế sau này mình có thể tùy chỉnh tới lui. Đây, độ rộng thì khỏi bé bàn, có thể được gọi là ngon nhất phân khúc này anh chị, bởi cái độ rộng này. Để em đóng cửa xe lại. Rồi, đây rất là rộng rãi và thoải mái nha. Ở đây thì mình sẽ có một cái bàn ăn nho nhỏ và một cái lỗ để mình có thể để ly nước. Vị trí bàn này thì mình sẽ chịu được tải trọng là 3,5 kg. Đó. Còn không thì mình có thể gập xuống.
Phía sau thì mình sẽ có hai cổng sạc nhanh. Trên trần thì mình sẽ có điều hòa, có thể điều chỉnh được 3 tốc độ gió. 1 2 3. Một cái dàn lạnh độc lập trên này. Rồi, đây là độ rộng của hàng ghế 2 ha anh chị ha. Bây giờ sẽ tiếp tục ra hàng ghế thứ 3. Trước khi mà ra hàng ghế thứ 3 thì mình sẽ xem lại về tổng thể thiết kế phần táp lô này. Từ vị trí vô lăng, đồng hồ táp lô, màn hình giải trí. Đó. Rồi, bây giờ sẽ ra hàng ghế 3 của xe. Bây giờ em sẽ có một cái lẫy nè. Đó, mình có thể gật xuống một cái thì nó sẽ dỡ lên một cách dễ dàng thôi. Rất là tiện ích để mình có thể bước vào. Đây là vị trí hàng 3 của xe, thì khi mình mở cái ghế này lên thì cái phần ghế này nó sẽ cũng kéo ra phía sau để mà mình có thể là ngồi nó dễ hơn. Đó. Đây, bên này cũng vậy. Đây là cái kích thước mà sau khi em đã lùi hết cái vị trí hàng ghế thứ hai này, mặc dù là hàng ghế thứ hai em vẫn có thể đẩy lên nữa, nhưng mà em muốn tùy chỉnh cái hàng ghế thứ hai là kéo về xa nhất để coi là hàng ghế thứ ba rộng như thế nào. Đó. Đây là độ rộng của hàng ghế 3 nè anh chị. Em ngồi vẫn rất là thoải mái ha. Độ ngã lưng thì hiện tại được gọi là ngon nhất rồi. Cái bên này thì chưa ngã lưng hết nè, bây giờ em sẽ ngã hơn nữa. Đó. Thì hiện tại ngã lưng nó sẽ nghiêng như thế này. Còn độ rộng của chân và đầu gối thì rất là thoải mái rồi. Nếu như mà nhích cái hàng ghế thứ hai lên một xíu thì hàng ghế thứ hai này vẫn rộng rãi, tuy nhiên hàng ghế thứ ba sẽ rộng rãi hơn và thoải mái hơn. Đó. Quay như vậy để anh chị mình có thể biết được là cái độ rộng rãi thoải mái của hàng ghế thứ ba là như thế nào. Đây là một trong những cái rất là quan trọng khi mà anh chị chọn một con xe 7 chỗ đa dụng như thế này. Còn không thì mình có thể gập xuống như vậy, rất là dễ dàng để mà thao tác. Rồi. Trước khi mà chia sẻ với anh chị về khoang động cơ của xe thì em cũng xin nói một xíu về hệ thống an toàn của mẫu xe này. Thì hiện tại về hệ thống an toàn thì phiên bản đặc biệt của Hyundai Stargazer thì chúng ta được trang bị đầy đủ cái hệ thống an toàn. Đầy đủ ở đây thì sẽ bao gồm là hệ thống chống bất cứng phanh ABS nè, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc và một số cái trang bị an toàn khác. Phiên bản đặc biệt này thì mình sẽ không có gói tùy chọn nâng cao an toàn của Hyundai. Đó chính là gói an toàn Hyundai Smart Sense, thì hiện tại phiên bản đặc biệt này mình không có. Nhưng mà với tầm tiền và những trang bị hiện tại của mẫu xe này thì em thấy là đầy đủ nha anh chị ha. Nếu anh chị mình cần cái gói an toàn thì mình có thể chọn phiên bản cao cấp. Ở đây thì em cũng mới vừa mở nắp capo của xe lên, thì phía dưới nắp capo này thì mình sẽ được trang bị động cơ 1.5, công suất là 115 mã. Tiêu chuẩn khí thải là Euro 5, đi kèm hộp số IVT, hộp số vô cấp được Hyundai phát triển. Tuy nhiên hộp số vô cấp này thì mình lại có 8 cấp số ảo, để khi mà anh chị mình chạy thì nó sẽ có những cái cảm giác nó thật hơn. Đó là những cái trang bị mà hiện tại con Stargazer phiên bản tiêu chuẩn này đang được trang bị nè. Tất cả các phiên bản đều là như nhau rồi, giống nhau hoàn toàn. Tiếp theo thì em sẽ chia sẻ với anh chị về chức năng đề nổ từ xa trên Hyundai Stargazer phiên bản đặc biệt ha. Từ phiên bản đặc biệt trở lên thì mình sẽ được trang bị là Smart Key. Và mình sẽ có đề nổ từ xa. Về thao tác thì anh chị sẽ bấm 2 lần khóa. Sau đó mình sẽ nhấn giữ nút horn khoảng 2 đến 3 giây. Thì xe sẽ nổ máy. Đó. Thì lúc này xe nổ máy thì điều hòa trong xe sẽ hoạt động trước. Cửa xe vẫn lock. Hiện tại thì cửa xe vẫn lock ha. Để anh chị khi mà mình lên xe thì điều hòa máy lạnh đã hoạt động rồi. Mình sẽ không bị cảm giác nóng khi mà mình lên trên xe. Đây là những cái trang bị tiện nghi và với mẫu xe 7 chỗ đa dụng như thế này thì theo em thấy rất là cần thiết. Đó. Còn ví dụ như anh chị không đi nữa thì mình có thể nhấn. Rồi, thì xe sẽ tắt máy và cửa lúc này cũng vẫn sẽ đóng cửa, nên mình cứ yên tâm là các đồ đạc trên xe của mình sẽ không bị mất cắp. Thì vừa rồi cũng là những cái chia sẻ về phiên bản đặc biệt của Hyundai Stargazer mà em muốn gửi đến cho anh chị. Rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo của em về xe Hyundai Stargazer. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người.